Kính thưa quý vị, dư luận hiện đang có những quan điểm trái chiều về số tiền mà nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp được. Trong chuyên mục nhận định ngày hôm nay, Thu Hà mời quý vị cùng gặp gỡ với nhà báo Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh để cùng lắng nghe những chia sẻ của ông xung quanh câu chuyện này. Thưa ông, là một người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đồng thời là người đã tổ chức rất là nhiều những hoạt động thiện nguyện. Vậy thì theo ông, tại sao câu chuyện mà nghệ sĩ Hoài Linh làm từ thiện lại gây xôn xao trong dư luận trong những ngày qua? Sự xôn xao dư luận trong những ngày qua có nhiều lý do. Lý do thứ nhất, kể cả không phải do câu chuyện này thì nó cũng đã được chú ý, bởi vì nghệ sĩ Hoài Linh là một người rất nổi tiếng trong giới nghệ thuật. Thứ hai là nó được đẩy lên bởi mạng xã hội. Và cái thứ ba là cái số tiền quyên góp được rất lớn. Chúng ta phải thấy rằng là nếu quyên góp được 14 tỷ đồng thì đó là một cái tài sản của nhiều gia đình trung lưu trở lên ở Việt Nam rồi. Nó không phải là một cái món quà nhỏ, nó là một tài sản rất lớn. Nhiều người thì đặt ra câu hỏi là liệu số tiền hơn 14 tỷ đồng mà nghệ sĩ Hoài Linh quyên góp được bây giờ ra sao. Và nhiều người còn chỉ trích nghệ sĩ Hoài Linh là không minh bạch trong số tiền này. Và nghệ sĩ Hoài Linh thì cũng đã lên tiếng giải thích. Vậy thì theo ông, những lời giải thích của nghệ sĩ Hoài Linh có hợp tình hợp lý hay không ạ? Tôi cho rằng là những lời giải thích của anh Hoài Linh là không thỏa đáng. Anh Hoài Linh bám vào cái cốt, đó là cái việc công khai cái số tài khoản và số tiền đã nhận được, và bây giờ lại tiếp tục công khai số tiền còn lại trong tài khoản và gọi đó là minh bạch. Điều này đúng nhưng không đủ. Thứ nhất, sự minh bạch của một cái chương trình vận động từ thiện nó không chỉ là minh bạch về số tiền mà phải minh bạch về đối tượng thụ hưởng, minh bạch về thời gian vận động và thời gian chấm dứt vận động, minh bạch về cách thức sẽ hỗ trợ và minh bạch cao nhất là mục tiêu hỗ trợ. Thời điểm kêu gọi, anh Hoài Linh nói rằng là mọi người hãy giúp đồng bào miền Trung. Hoài Linh kêu gọi giúp cái ngặt chứ không giúp cái nghèo. Cái ngặt chúng ta được hiểu là trong thời điểm mà người miền Trung đang phải hứng chịu bão lũ, đang phải màn trời chiếu đất, đang phải thiếu ăn thiếu mặc. Và như vậy, cái chữ ngặt này có thể hiểu rằng là nó là tức thời, nó là cứu trợ khẩn cấp. Và bây giờ sau 7 tháng, nếu mà lấy cái mốc là ngày kêu gọi là ngày 20 tháng 10 năm 2020 thì hôm nay đã là ngày 25 tháng 5 năm 2021. Như vậy là sau 7 tháng 5 ngày rồi và vẫn chưa trao, thì sự minh bạch đó không còn nữa. Thứ hai là tính kịp thời của cuộc cứu trợ khẩn cấp cũng không còn, tức là mục đích hỗ trợ ban đầu đã không được đáp ứng. Và cái thứ ba, sự minh bạch của anh Hoài Linh là chỉ minh bạch sau khi báo chí và mạng xã hội lên tiếng nhiều ngày và không thể không lên tiếng thì anh ấy mới nói. Như vậy, giải thích của anh Hoài Linh ở đây là không thỏa đáng. Thưa ông, câu chuyện nghệ sĩ làm từ thiện không chỉ xôn xao ở vụ Hoài Linh mà trước đây còn có rất nhiều những cá nhân khác cũng gặp những câu chuyện tương tự. Vậy thì theo ông, khi làm từ thiện thì chúng ta cần phải làm gì để việc quyên góp từ thiện trở nên minh bạch và đạt hiệu quả nhất ạ? Cái quan trọng mà cái nghĩa vụ xã hội của một người quyên góp vận động cũng như là một nghệ sĩ có ảnh hưởng quyên góp vận động phải nghĩ đến là không chỉ phục vụ cho một chuyến cứu trợ tức thời, mà cái hiệu quả, cái dư âm của cái chuyến từ thiện đó nó sẽ ảnh hưởng, sẽ tác động vào tâm lý công chúng, bởi vì anh là người có ảnh hưởng xã hội mà. Và nó sẽ ảnh hưởng đến việc kêu gọi của những người khác, của những trường hợp khác sau này. Cho nên một khi mà anh làm tổn hại niềm tin của công chúng thì không chỉ ảnh hưởng đến anh mà còn ảnh hưởng đến người khác, nhất là khi đây là một nghệ sĩ, là một người nổi tiếng và có ảnh hưởng xã hội. Theo tôi, để mà tránh những tình trạng này thì cần phải minh bạch từ hai hướng. Hướng thứ nhất là người kêu gọi, anh phải công khai mục đích, đối tượng cần cứu trợ, thời gian kêu gọi vận động, thời gian chấm dứt, số tiền mà chúng ta dự kiến có thể quản lý và tổ chức được hoạt động từ thiện. Vì nếu mà khả năng tổ chức chúng ta không có mà chúng ta nhận thật nhiều thì tổ chức sẽ không có được tốt, sẽ bị lúng túng. Sau khi nhận thì cũng người đi nhận tiền của người khác để giúp cho một đối tượng thứ ba phải ý thức rằng những người gửi tiền người ta không cần biết, người ta không biết cái người nhận tiền mà người ta chỉ biết đến anh thôi. Như vậy thì anh phải có trách nhiệm và phải tri ân cái người đã gửi tiền cho mình, chứ không phải là không phải mượn hoa cúng Phật, không phải là có quyền lấy tiền của người này để ra ơn cho kẻ khác, mà rõ ràng người ta đã tin cậy anh thì anh phải trân trọng. Thứ hai là phải công khai cái cách thức và kế hoạch mà mình sẽ trao quà hoặc hỗ trợ ai đó. Thứ ba là sau khi trao phải báo cáo lại cho những người đã góp tiền. Và nếu có thể, anh nên quay trở lại cái nơi anh từng trợ giúp để xem là cái số tiền đấy nó được tiếp nhận và nó giúp đỡ người ta cải thiện được cuộc sống như thế nào, rồi báo lại cho công chúng, cho những người đã góp tiền biết. Thế còn về phía những người bỏ tiền ra
là cái người mà cũng đã từng tham gia tổ chức nhiều cái hoạt động này, thì tôi thấy rằng là ngay khi bạn bỏ tiền ra cho ai đó làm từ thiện, bạn cũng phải tỉnh táo. Thứ nhất, bạn phải biết rõ người đó và cách người đó sẽ làm. Bạn phải tin cậy người đó. Thứ hai là tránh cái trường hợp là chúng ta chỉ vì cảm thương nhất thời và đưa thật nhiều tiền ra để xoa dịu cái nỗi đau của mình, cái lòng thương người của mình ngay lúc đó, rồi không để ý đến cái số tiền mà mình trao sẽ được người khác tổ chức cứu trợ như thế nào. Bởi vì nếu người ta trao mà không tốt, người ta mà làm không chu đáo, thì sau này mình thấy cũng giống như mình bị phản bội vậy. Cái thứ ba là trong trường hợp cảm thấy thiếu minh bạch thì hãy yêu cầu cái người nhận tiền đó, cái người mà nhận cái sự trao gửi đó, giải trình là họ đã sử dụng số tiền như thế nào. Và trên hết là chúng ta cần phải tỉnh táo và không đồng nhất cái sự nổi tiếng của một người, cái khả năng diễn xuất của một người, cái tài năng của một người với khả năng tổ chức các hoạt động thiện nguyện của một vừa của chính người đó. Linh sẽ không làm. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Sau cùng thì Linh gửi lời cảm ơn đến các cơ quan truyền thông báo chí, gửi lời đến các ân nhân, những nhà hảo tâm ở trong nước cũng như các kiều bào ở nước ngoài đã thương Linh và gửi gắm cái niềm tin nơi Linh trong cái quỹ từ thiện này. Và xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả ở khắp mọi nơi lúc nào cũng quan tâm và theo dõi Linh. Kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe và vượt qua cái cơn đại dịch một cách bình an. Và Hoài Linh mong là cái cơn dịch bệnh này nó sẽ qua nhanh để cho Hoài Linh có cái điều kiện thực hiện cái lời hứa của mình là đích thân Linh đến trao tận tay cái số tiền từ thiện này cho người dân miền Trung và nói lời xin lỗi với người dân miền Trung vì cái số tiền này đến muộn hơn cái dự kiến ban đầu. Và chúc tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, may mắn và hạnh phúc. Nhớ phòng chống dịch thật tốt quý vị nhé. Cảm ơn quý vị. Và ban đầu xin chào các bạn. Ghé quán cơm nghèo, âm phù chùa rêu, xoa dịu nỗi niềm, lưu lạc cô liêu. Quảng Trị ơi, mây trời xa vời vời, tuyết quê người che phủ kín tim côi. Làm răng về ôm lại ánh trăng rơi, ôi quê mà ngàn đời tiếng.